Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. 10 quốc gia châu Âu đã quyết định thành lập một liên minh quốc phòng với nhiệm vụ chia sẻ thông tin tình báo chiến lược. Ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 13 tháng 6 cho biết, lần đầu tiên sau hơn 2 năm Nga đã nối lại việc xuất khẩu dầu tinh chế sang Triều Tiên. Ngày 14 tháng 6, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói, bất kỳ khu phi quân sự tiềm năng nào do Nga tạo ra ở Ukraine nên kéo dài đến gần biên giới Ba Lan. Những hình ảnh được công bố gần đây cho thấy rất nhiều xe chiến đấu Bradley bị tiêu diệt và một trong những kẻ thù của chiếc xe này là tên lửa Vikings-A1. Sau đây là nội dung chi tiết. Hãng tin Reuters ngày 13 tháng 6 đưa tin, 10 quốc gia châu Âu đã quyết định thành lập một liên minh quốc phòng với nhiệm vụ chia sẻ thông tin tình báo chiến lược. Với tên gọi Lực lượng Viễn chinh Liên hợp, JEF, liên minh này được dẫn đầu bởi Vương quốc Anh với sự tham gia từ các quốc gia thành viên bao gồm Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Lithuania, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển. Theo Reuters, JEF sẽ là nơi chia sẻ thông tin tình báo, cũng như hỗ trợ 10 quốc gia châu Âu phát hiện những mối đe dọa nhằm vào các công trình hạ tầng trọng điểm trên biển và trên đất liền. Vụ tấn công đường ống khí đốt dòng chảy phương Bắc, Nord Stream, được cho là nguyên nhân dẫn tới sự thành lập của liên minh JEF. Chúng tôi hiểu rằng kể từ khi vụ tấn công nhằm vào đường ống Nord Stream, các cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng tôi cần sự bảo vệ hơn bao giờ hết, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaisa Olmgren chia sẻ. Trước đó, Thụy Điển và Đan Mạch ghi nhận sự cố rò rỉ hai đường ống khí đốt Nord Stream sau khi một số vụ nổ lớn tương đương vài trăm kg thuốc nổ xảy ra vào ngày 26 tháng 9 năm 2022. Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom tuyên bố, cả hai tuyến A và B của đường ống dòng chảy phương Bắc 1 và tuyến A của dòng chảy phương Bắc 2 đã hư hỏng ở mức chưa từng có tiền lệ, và họ hiện không thể ước tính được thời điểm nào có thể sửa chữa xong. Có tổng cộng 4 lỗ rò rỉ lớn trên đường ống chạy từ Nga sang Đức qua biển Baltic. Nhiều nghi vấn đã được đặt ra, song cả Nga và phương Tây đều cho rằng đây dường như là một vụ phá hoại có chủ đích. Theo hãng tin AT, ủy ban trên của Liên Hợp Quốc tiết lộ, Nga đã xuất khẩu một lượng nhỏ xăng, các sản phẩm dầu mỏ và than đá sang Triều Tiên vào tháng 12 năm ngoái. Hội đồng chuyên gia về Triều Tiên thuộc Ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho hay, Moscow đã cung cấp tổng cộng 67.300 thùng dầu tinh chế cho Triều Tiên trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2022 tới tháng 4 năm 2023. Người đứng đầu vụ châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Georgy Zinoviev nói, Triều Tiên đã ngừng nhập khẩu các nguồn năng lượng và các mặt hàng khác từ Nga vào tháng 8 năm 2022 như một phần của nỗ lực ứng phó với virus corona. Chúng tôi sẽ nối lại việc cung cấp dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ với số lượng như cũ. Liên Hợp Quốc yêu cầu các nước thành viên báo cáo về việc cung cấp, bán, chuyển tất cả các sản phẩm dầu tinh chế cho Triều Tiên như một phần của Nghị quyết 2397 được thông qua vào năm 2017. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng áp đặt giới hạn với Triều Tiên, chỉ cho phép nước này nhập khẩu 500.000 thùng dầu mỏ tinh chế một năm. Giới hạn này được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng tiến hành các vụ thử tên lửa tầm xa và hạt nhân. Nga và Triều Tiên được cho là nối lại giao thương qua tuyến đường sắt duy nhất giữa hai nước vào cuối năm ngoái, hình ảnh vệ tinh do trang web 38.net công bố cho thấy. Việc hợp tác giữa Moscow và Bình Nhưỡng đã có động lực trong những tháng gần đây. Hôm qua, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui nói, hợp tác chiến lược giữa hai nước chưa bao giờ mạnh mẽ hơn. Quan chức này cũng mô tả, đó là thời kỳ hoàng kim mới trong quan hệ song phương giữa Triều Tiên và Nga. Ngày 14 tháng 6, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói, bất kỳ khu phi quân sự tiềm năng nào do Nga tạo ra ở Ukraine nên kéo dài đến gần biên giới Ba Lan. Ông Medvedev đưa ra bình luận trên sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13 tháng 6 nói rằng Nga có thể xem xét thiết lập một vùng đệm phi quân sự ở Ukraine để ngăn chặn các khu vực của Nga bị pháo kích. Chúng tôi đã tính đến việc Ukraine có thể được cung cấp vũ khí có tầm bắn xa hơn, nên vùng phi quân sự nên đi qua khu vực Lviv để có thể đóng vai trò phòng thủ, ông Medvedev nói, đề cập đến thành phố lớn ở phía tây Ukraine gần biên giới Ba Lan. Trước đó, ngày 13 tháng 6, trước cáo buộc Ukraine nã pháo vào thành phố Sebekino thuộc vùng Belgorod, nằm cách biên giới Ukraine 20 km, Tổng thống Putin cho biết. Ông đã xem xét liệu có nên tạo ra trên lãnh thổ Ukraine, một khu vực phi quân sự để Kiev không thể tiếp cận lãnh thổ của chúng tôi hay không. Nga đã nhiều lần cáo buộc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu dân sự ở Nga. Vào tháng 5, Anh đã cung cấp cho Ukraine tên lửa Storm Shadow có tầm bắn hơn 250 km. Moscow tuyên bố các loại vũ khí này sau đó đã được quân đội Ukraine sử dụng để nhắm vào dân thường ở thành phố Lugan. Vào tháng 7 năm 2022, Nga tuyên bố các lực lượng của họ đã giành quyền kiểm soát vùng Lugan ở phía đông của Ukraine. Trong những tuần gần đây, quân đội Ukraine đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công bằng pháo vào các khu vực biên giới với Nga, bắn hàng trăm quả đạn và phá hủy trên diện rộng. Hồi tháng 3, ông Medvedev cho biết, Nga muốn tạo ra vùng đệm phi quân sự bên trong Ukraine,
xung quanh khu vực mà nước này đã sáp nhập. Theo ông, Nga cần tạo vùng đệm phi quân sự, không cho phép sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào trong phạm vi trung bình và ngắn, tức 70 đến 100 km. Ngày 9 tháng 6, nhà sản xuất vũ khí Kalashnikov của Nga công bố đoạn video cho thấy tên lửa phóng từ trên không vích đã phá hủy một phương tiện chiến đấu M2 Bradley do quân đội Ukraine vận hành ở miền đông Ukraine. Đoạn video được công bố cùng lúc với các đoạn phim khác cho thấy xe tăng Bradley và xe tăng Leopard 2A6 của Đức bị phá hủy gần thị trấn Malaya Tomaka miền đông Ukraine. Bradley và Leopard được đánh giá là những phương tiện bọc thép có khả năng chiến đấu tốt nhất hiện có trong lực lượng Ukraine. Kalashnikov báo cáo về đoạn video. Vụ phá hủy đầu tiên được ghi nhận của phương tiện chiến đấu Bradley M2A2 do Mỹ sản xuất bằng tên lửa dẫn đường VIKSA-1 diễn ra ở khu vực Orekhovo như một phần của chiến dịch quân sự đặc biệt. Lớp tên lửa này được phát triển để tấn công các mục tiêu mặt đất được bọc thép và có khả năng cơ động, bao gồm cả những mục tiêu sử dụng áo giáp phản ứng nổ tiên tiến, nhưng VIK cũng có thể được sử dụng để tấn công trực thăng và máy bay bay thấp. Theo Kalashnikov, sản phẩm của họ có thể xuyên giáp dày 750mm. Mỹ đã chuyển giao 113 xe chiến đấu M2A2 ODS Bradley cho Ukraine, nhưng thiệt hại trong những ngày gần đây được báo cáo là lên tới hàng chục chiếc. Những chiếc xe này lần đầu tiên được đưa vào sử dụng từ năm 1981, kết thúc sản xuất cách đây 28 năm vào năm 1995. Xe được trang bị súng 25mm và tên lửa chống tăng làm vũ khí chính. Thiết kế của Bradley trong nhiều thập kỷ là chủ đề gây tranh cãi trong quân đội Mỹ do những hạn chế của lớp giáp bảo vệ. Thực tế đã được chứng minh cả trong quá trình thử nghiệm và trong chiến tranh Iraq cho thấy khả năng của chiếc xe này rất hạn chế, đã có tới hơn 100 chiếc Bradley bị phá hủy theo nhiều báo cáo. Chiếc xe này được thiết kế để có khả năng đối đầu với các xe tăng Liên Xô cấp thấp hơn như T-55 và được cho là đã tỏ ra hiệu quả trong các vai trò như vậy trong chiến tranh vùng vịnh. Tuy nhiên, khả năng sống sót của Bradley trên các chiến trường thế kỷ 21 và đặc biệt là trước những lực lượng mạnh như quân đội Nga thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Đáng chú ý là Nga đã triển khai trực thăng tấn công K-52 Alligator với số lượng lớn cho các nhiệm vụ chống thiết giáp ở Ukraine và được trang bị tên lửa VIKSA-1. Liệu tên lửa này có những khả năng như Kalashnikov đã tuyên bố hay không vẫn chưa chắc chắn, vì lớp giáp bảo vệ của Bradley kém hơn rất nhiều so với xe tăng chiến đấu chủ lực. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.